quá trình họ quan sát thấy là với cái điều kiện sống ở vùng cao nguyên Hoàng Thổ họ quá là khắc nghiệt, khó khăn, thì họ thấy ở vùng Trung Nguyên, có nghĩa là vùng đất hiện nay nằm ở giữa hai sông phía Bắc là Hoàng Hà và phía Nam là Trường Giang, nó rất là màu mỡ, trù phú, và đó là nơi cư dân Bách Việt đang cư trú, đang làm chủ, họ sống hiền hòa và định cư với nền kinh tế là nông nghiệp lúa nước, cộng với đó là người Suy Vương, người Mưu, thì họ đã dùng chiến tranh để mà xâm chiếm dần dần. Đầu tiên là họ lan theo dọc sông Hoàng Hà từ phía Tây qua phía Đông, và sau đó là họ tràn từ phía Bắc xuống phía Nam dần dần. Với sức mạnh quân sự họ đã làm chủ được vùng đất Trung Nguyên, đẩy cư dân Bách Việt lùi xuống phía Nam ở vùng Trường Giang, và thậm chí đã họ đã đẩy bật người Mưu ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa để trở thành một tộc người lưu vong. Nếu chúng ta để ý trong thần thoại Trung Quốc sau này được lịch sử hóa, cái trận Trác Lộc nó đánh dấu cái sự kiện thực tế, đó là sự liên minh giữa thần nông, có nghĩa là thủ lĩnh của dân Bách Việt, với Suy Vưu là thủ lĩnh của dân Mưu, kết hợp lại nhưng mà vẫn thua so với trận sự chiến đấu của dân Hoa Hạ với người đứng đầu, đó là hoàng đế ở trận Trác Lộc. Quý vị lật lại lịch sử, thậm chí là lật lại những cái thần thoại, thì chúng ta thấy đó, cốt lõi của cái câu chuyện đó chính là nó đánh dấu cái sự thua, một cái sự thật, đó là chúng ta đã bị thua, đã bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên. Và từ đó thì những cái giá trị văn hóa của dân Bách Việt đã bị người Hoa Hạ sao chép và ăn cắp để biến thành của họ. Với cái lợi thế thứ hai của người Hoa Hạ, đó là họ đã sáng tạo ra chữ rất sớm, cho nên là họ đã biến tất cả những cái thành tố văn hóa của dân Bách Việt từ thần thoại cho đến thực thể để đưa vào, họ sao chép và họ tự nhận họ chính là chủ nhân của những thành tố văn hóa đó. Và để cái việc ăn cắp đó trở nên thuyết phục thì họ đã dùng những cái chính sách tàn bạo để mà xóa đi tất cả những dấu vết của tổ tiên Bách Việt, bằng cách là xóa đi những cái chữ Việt cổ, xóa đi, tàn phá đi tất cả những cái thành tố văn hóa, những cái dấu vết mà chứng minh rằng người Bách Việt đã sáng tạo ra các giá trị văn hóa. Cái nào họ không sao chép được, cái nào họ không ăn cắp được thì họ tàn phá hết. Và cái tư tưởng đó nó còn kéo dài mãi cho đến sự kiện đó là năm 43. Mã Viện sau khi tàn phá tiêu diệt cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng xong thì Mã Viện cũng lặp lại cái việc là sao chép văn hóa và đồng hóa văn hóa. Và sau này chúng ta nhớ là thời nhà Minh với chỉ thị của Minh Thánh Tổ, cái gì ăn cắp được thì đem về bên kia Trung Quốc, còn cái gì không đem về được thì phải xóa hết dấu vết, tiêu diệt hết, đập hết, đốt hết, để con cháu người Việt chúng ta không còn cái sợi dây liên kết, không còn cái minh chứng để nhớ về tổ tiên, để nhớ về cội nguồn. Đó là cái chính sách thâm độc của kẻ thù phương Bắc mà hiện nay chúng ta đang còn chịu những cái hậu quả nặng nề, và chúng ta rất là thiệt thòi, bất công cho tổ tiên chúng ta. Và cá nhân Đức thì định hướng nghiên cứu và tìm hiểu sẽ xoáy sâu vào cái đề tài này, cố gắng bằng cái khả năng hạn chế của bản thân để tìm những cái minh chứng thuyết phục để tái hiện lại cái công sáng tạo các giá trị văn hóa của tổ tiên Bách Việt chúng ta mà đã bị kẻ thù sao chép và ăn cắp. Và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ, và chúng ta đó là một cách để chúng ta nhớ về tổ tiên, bày tỏ sự biết ơn đối với tổ tiên của chúng ta, một thời kỳ, một nền văn hóa vô cùng rực rỡ và vẻ vang của văn hóa Bách Việt của chúng ta. À, vậy thì nói tóm lại là nếu đã nói như vậy thì cái dụng cụ ăn đặc trưng của dân du mục là cái gì? Thì Đức xin chia sẻ cùng quý vị. Căn cứ vào thuyết kinh tế quyết định luận thì chúng ta thấy rằng là vùng sông nước phương Nam của dân Bách Việt, hay là nói chung là nền văn hóa Đông Nam Á cổ, đó là vùng nhiệt đới ẩm gió mùa và vùng sông nước dày đặc, cho nên là nó phù hợp về mặt thổ nhưỡng khí hậu, nó phù hợp với cây lúa nước.
Và chúng ta biết thì đối với cái lu nước, cái việc mà chúng ta nấu thành cơm như vậy nó rất là dính và nó không thể dùng tay để ăn. Ngoài ra còn có hệ thống rau, dưa, mắm và cá là những cái sản phẩm rất là đặc trưng của Đông Nam Á. Và những cái sản phẩm này thì người ta buộc phải ăn bằng đũa. Và như giáo sư Trần Quốc Vượng có nói thì cái động tác gắp mồi, gắp tôm, gắp tép của những cái loài chim cò, chim xếu, chim vạc vân vân, những loài chim di cư về phương Nam thì nó đã gợi ý cho dân Bách Việt, dân Đông Nam Á cái động tác của đôi đũa, kẹp của đôi đũa. Còn đối với cư dân du mục thì cái loài chim, những cái loài chim săn mồi như là đại bàng, chim cắt, chim kền kền, chim ưng vân vân trên sống ở vùng Thảo Nguyên, động tác săn mồi và gắp mồi đã gợi ý và xé mồi như thế đã gợi ý cho những cư dân du mục liên tưởng đến cái bộ ăn, bộ dụng cụ ăn đặc trưng của họ, đó là bộ dao và bộ nĩa, mô phỏng lại cái động tác cắp và xé mồi của những cái loài chim săn mồi này. Và cho đến thời điểm ngày nay thì những cái minh chứng về mặt văn hóa này nó đã được công bố rộng rãi và dần dần đã được người ta chấp nhận. Chia sẻ thêm với quý vị là các chuyên gia nghiên cứu văn hóa Trung Hoa những năm gần đây cũng đã thừa nhận rằng là đôi đũa mà được khảo cổ từ đôi đũa đồng từ thời nhà Thương thì đôi đũa đó nó không phải có chức năng dùng để ăn, mà chức năng của đôi đũa đó là dùng để nối dài cánh tay trong quá trình họ luộc thịt để cho họ khỏi bị nóng. Chứ khi mà họ luộc thịt rồi thì họ vẫn dùng dao họ cắt ra và họ vẫn dùng tay để họ bốc họ ăn. Chứ cái đôi đũa nó không phải để ăn. Thậm chí là đôi đũa dần dần, mãi dần dần được sử dụng như là bộ dụng cụ ăn trong xã hội Trung Hoa. Sau khi mà họ đã sao chép của dân Bách Việt thì mãi đến thời nhà Lương, có nghĩa là thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên thì đôi đũa mới dần dần phổ biến trong xã hội Trung Hoa và mãi đến thời nhà Đường mới được sử dụng một cách rộng rãi. Còn trước đó thì đôi đũa rất là hạn chế trong đời sống ẩm thực của người Hoa Hạ, của người Trung Hoa. Thậm chí như chúng ta biết đó, là thời Tiên Tần họ vẫn ăn bốc là phổ biến. Đó là những cái minh chứng mà chúng ta thấy là cái xét về mặt nguồn gốc văn hóa chúng ta có thể tìm thêm minh chứng về mặt kinh tế, có định luận về mặt sinh thái học để mà chúng ta chứng minh. Tại vì những cái văn bản hành văn, những dấu vết về chữ viết, về khảo cổ vân vân thì chúng ta đã bị kẻ thù tàn phá và xóa sạch rồi. Cho nên là chúng ta phải cố gắng tìm những cái minh chứng khác. Cảm ơn quý vị và chủ đề của chúng ta kết thúc ở đây. Một lần nữa quý vị có thể phản biện và góp ý thêm để cho đề tài của chúng ta được phần sáng rõ, mở rộng và thuyết phục hơn. Cảm ơn quý vị.